Hello cả nhà. Đây là cây bông trang màu đỏ mà mình quay lên camera thì nó hơi ngã ngã màu cam. Đây mình đang vô bầu để giao cho khách. Vị khách này ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Cái bông khá là đẹp, hai cây. Hai cây đây nè các bạn ơi. Đây, hai cây để kế bên nhau. Hai cây này là một khách. Và một chủ 6 cây bông trang lá trung. Bởi mình vô bầu được một cây. Bên đây là cây thứ hai. Bên đây là dài dài bên đây. Đây là cây bông trang màu vàng. Đây các bạn ơi, vô được cây thứ tư, cái bông trang màu vàng, màu tươi đẹp rực rỡ luôn. Đây một cốt, một thân một cốt, và có thân bụi luôn các bạn ơi. Đây thì màu đỏ, còn bên đây thì màu vàng. Cái màu đỏ này trổ được một số rồi.